bây giờ á, cái nhà thuốc máy nhuộm ở trong cái kìa, bây giờ người ta không xử lý chất thải mà người ta thải thẳng ra sông như này, thì hỏi rằng dân chúng tôi đi làm trước nhất là ô nhiễm ở trên cái máng đường này, thứ hai nữa là ra ngoài nguồn nước môi sinh như này, bây giờ toàn dân sống về cái nguồn nước như này mà thải trực tiếp như này thì hỏi cho chúng tôi sống làm sao được. Chúng tôi đi làm qua, thậm chí chúng tôi còn không dám đi qua cái đường như này nữa. Đấy, xem là các anh các chú xem như nào để nghiên cứu cho dân chúng tôi mới, chứ không như thế này thì chết hết dân mất thôi. Nguồn nước nó bốc lên để hơi mùi và chúng tôi đã chết rồi. Làm đồng ở đây mà gió giờ toàn gió đông nam thổi vào hắt toàn những cái mùi thối như này thì không thể sống. Chúng tôi cũng đề nghị với xóm và bây giờ mới đảng chi bộ là bây giờ các anh họp, các anh phải kiến nghị đảng bộ, đề nghị cái đảng bộ là phải kiến nghị để xem cái xuống cái nhà máy này xem là như thế nào, chứ không thì để cứu lấy dân, chứ không thì thế này thì dân chết mất.